비추고 Xuyên suốt lịch sử con người, mỗi nền văn hóa khác nhau đều có những cách riêng để tạo ra những câu chuyện nhằm giải thích cho những điều mà họ không thể hiểu. Mỗi hiện tượng tự nhiên thường gắn liền với một câu chuyện và được truyền lại từ đời này qua đời khác. Như sói và trăng là một ví dụ. Trong thần thoại Hy Lạp, Roman và Na Uy, giữa sói và mặt trăng luôn có một sự liên quan mật thiết. Thổ dân châu Mỹ thì coi sói là kẻ canh gác mặt trăng, còn tiếng hú là phương thức để gọi trăng lên vào ban đêm. Những điều đó dần dà đã trở thành một trong những nét đặc trưng của nhiều nền văn hóa, thậm chí còn là một kiến thức phổ thông mà ai cũng biết mặc dù không có bất kỳ chứng minh khoa học nào cả. Tuy nhiên, đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sói vẫn hú như thường, dù đó là đêm trăng non hay trăng tròn, thậm chí là không có trăng cũng hú. Không có bất kỳ một số liệu thống kê đáng chú ý nào thể hiện sự tương quan giữa tần suất, thời gian và cường độ của tiếng hú với sự hiện diện của mặt trăng. Vậy thì tại sao sói lại hú? Hiện tượng sói gọi trăng theo truyền thuyết thực chất là như thế nào? Tiếng sói tru hẳn là một trong những tiếng kêu ghê rợn nhất trong tự nhiên. Nhưng dù có rợn tóc gáy, lạnh xương sống hay sởn gai ốc như thế nào, thì tiếng tru cũng chỉ đơn giản giống như tiếng kêu của hàng nghìn động vật khác. Giao tiếp ở động vật cũng rất quan trọng, không kém so với con người, vì tiếng kêu có thể là lời cảnh báo nguy hiểm, để ra hiệu nơi có thức ăn, tìm kiếm bạn tình hay ra dấu nơi một cá thể nào đó bị lạc đàn. Bên cạnh đó, loài sói còn có hình thức tru theo bầy, và điều này mang lại nhiều lợi ích cho cả đàn. Một là để chúng cảnh báo những bầy sói khác tránh xa lãnh thổ của chúng. Hai là việc nhiều cá thể cùng hú lên sẽ gây khó khăn cho kẻ thù, thường là những con sói khác có ý định tranh giành lãnh thổ, trong việc xác định số lượng và sức mạnh nhằm khiến chúng thiếu sự chuẩn bị về tinh thần. Một điều thú vị hơn nữa là do mọi tiếng kêu của động vật luôn có nhiều sắc thái, nên tiếng hú thường được mô tả bằng các thước đo như âm lượng, tần suất, cường độ và thời gian. Những tiếng hú cường độ thấp nhưng thường xuyên thường là của con đực đầu đàn. Trong khi tiếng hú có cường độ cao mà nghe như tiếng rên rỉ thì đó hẳn là thể hiện sự khuất phục. Tiếng hú loại này cũng được dùng để thiết lập tôn ti trật tự trong việc giao phối. Đối với những con sói đứng trong vị thế nhóm đầu đàn được gọi là alpha male, thì việc hú lên một cách dữ dội có thể nghĩa là nó đang ra hiệu điều gì đó hoặc đang tìm kiếm bạn đời tiềm năng. Là một công cụ giao tiếp hữu ích như thế, tuy nhiên đôi khi tiếng tru lại gây ra những tác dụng ngược cho loài sói. Ví dụ như đối với một con sói bị lạc đàn chẳng hạn, chúng hú lên để ra dấu cho đàn nơi chúng bị lạc nhưng cũng vô tình thông báo cho các động vật khác luôn. Và giả dụ như một con sư tử nào đó mà nghe được trong khi không có bầy đàn trợ giúp thì đó có lẽ là một ngày buồn cho chú sói đơn độc ấy. Điều thực sự gây ra những tranh luận gay gắt đằng sau hiện tượng này đó là hình ảnh sói ngẩng đầu của mình lên cao khi hú. Tại sao phải ngẩng, chẳng phải gọi trăng thì gì? Có một cách giải thích cực kỳ đơn giản cho việc này, đó là giúp âm thanh truyền đi xa hơn. Một tiếng hú sử dụng hết công lực có thể vang xa đến hơn 9 km theo mọi hướng. Nếu là địa hình bằng phẳng, không có vật cản, tiếng hú còn có thể nghe được ở nơi cách đó khoảng 16 km. Điều này cho phép sói có thể giữ liên lạc với bầy đàn của chúng dù ở khoảng cách xa. Bên cạnh đó, cần hiểu rằng sói hoạt động về đêm và tru là một trong những cách để chúng giao tiếp với đồng bọn của mình bên cạnh tiếng sủa, rên rỉ hay gầm gừ, âm thanh đã quá quen thuộc mà chúng ta được nghe từ những chú chó nhà. Và dám chắc rằng rất nhiều loài chó hay nhiều cá thể vẫn giữ tập tính này của tổ tiên, dù là đã được thuần hóa, được huấn luyện hay thậm chí được đặt cho một cái tên cực kỳ đáng yêu thì chúng vẫn có thể tạo ra tiếng kêu ghê rợn như thế. Nếu một ngày nào đó bạn vô tình được nghe thấy tiếng sói tru, hãy yên tâm đó chắc chắn không phải là bắt đầu của một câu chuyện kinh dị, cũng không phải là lời đối thoại giữa chúng với một vật thể nào trên trời, mà chỉ đơn giản là chúng đang giao tiếp với người anh em của mình thôi. Và cũng có thể là chúng đang gặp nguy hiểm đấy, nên hãy cầu nguyện cho chúng. Roosevelt là một trong những vị tổng thống xuất sắc, vĩ đại của nước Mỹ.
Vào năm 1933, ông đã đưa đất nước vượt qua một cơn đại khủng hoảng, nâng cao được vị thế của nước Mỹ lên một tầm mới. Lối suy nghĩ và cách thức hành động của ông được ảnh hưởng trực tiếp từ người mẹ của mình. Franklin Delano Roosevelt sinh ngày 30 tháng 1 năm 1882, mất ngày 12 tháng 4 năm 1945, là Tổng thống Mỹ thứ 32 và là một khuôn mặt trung tâm của các sự kiện thế giới giữa thế kỷ 20. Cha của ông, James Roosevelt Sr. và mẹ Sarah Ann Delano đều xuất thân từ những gia đình giàu có lâu đời ở New York. Họ nội của ông là người gốc Hà Lan, trong khi họ ngoại đến từ Pháp. Ông là người con duy nhất của gia đình. Nói đến vị thế gia đình của Tổng thống Mỹ Roosevelt, ai cũng phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có, xếp vào tầng lớp quý tộc và có quyền lực ở nước Mỹ. Từ bé đã sống trong vàng bạc, châu báu, nhưng không giống như những đứa trẻ của các gia đình giàu có khác, ông phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ mình. Bố của ông là một luật sư tài ba, có tài trong việc kinh doanh, do đó về mặt kinh tế, tiền bạc đối với gia đình Roosevelt là vấn đề nhỏ. Mẹ ông là một người phụ nữ thông minh, giỏi giang và bà chính là người đã có phương pháp dạy dỗ chính xác để nước Mỹ có một vị tổng thống vĩ đại đến như vậy. Roosevelt ngay từ nhỏ đã là một đứa bé hiếu động, ưa khám phá, rất chăm chỉ học tập. Ông luôn có lịch trình dày kín hoạt động trong một ngày do mẹ mình đưa ra và bắt buộc thực hiện một cách nghiêm túc, chuẩn chỉ vì mẹ của ông là một người rất nghiêm khắc trong cách dạy con cái. Mẹ của Roosevelt đã xếp một bảng thời gian kín mít cho con trai, 7 giờ sáng dậy, 8 giờ ăn sáng, học cùng gia đình trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, sau đó là nghỉ ngơi. Buổi chiều bắt đầu buổi trưa vào lúc 1 giờ chiều, sau đó là học 4 tiếng, cuối cùng là hoạt động tự do. Vào một ngày, Roosevelt đã quyết định phản đối lại thời gian biểu của mẹ đưa ra. Ông đề nghị cần phải được tự do. Mẹ của ông đã suy nghĩ và quyết định cho ông nghỉ một ngày. Sau một ngày được tự do, đứa con trai 6 tuổi của bà trở về nhà với khuôn mặt bụi bặm, lấm lem nhưng nở nụ cười khác so với ngày thường. Mẹ của Roosevelt đã hiểu được rằng nghiêm khắc với con là một điều tốt nhưng hãy cho con một không gian của riêng mình. Nhất là đối với trẻ nhỏ, hãy cho chúng được tận hưởng một không gian và những niềm vui đơn giản của tuổi thơ giống như bao đứa trẻ khác. Bố mẹ của Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt không chỉ cho con trai mình một không gian riêng mà còn đưa ra quyền lựa chọn, tự quyết những vấn đề liên quan đến bản thân mình. Họ tin rằng trẻ con cũng có những sự lựa chọn đúng đắn, chính xác và dựa theo mong muốn của chúng. Bạn đưa cho chúng một vấn đề cần giải quyết và cách giải quyết như thế nào, người quyết định sẽ là con bạn chứ không phải bạn. Một cách dạy con nên biết khiêm nhường và nói lời xin lỗi của mẹ Roosevelt chính là hãy cho con thử cảm giác là người thất bại. Một lần bà đã rủ con trai mình chơi cờ và giành chiến thắng. Roosevelt đã rất tức giận vì ông luôn là người chiến thắng nhưng hôm nay lại thua cuộc. Mẹ ông đã nhất quyết bắt ông xin lỗi và nhận là người thua cuộc. Kết quả ông bắt buộc phải làm theo. Cần có sự nghiêm khắc trong dạy dỗ đối với những đứa trẻ sinh ra đã sống trong nhung lụa giống như Roosevelt. Ai cũng cần phải trải qua những sự khó khăn, thất bại trong cuộc sống, như vậy mới có thể trưởng thành và đứng vững trong xã hội đầy cạm bẫy này. Những đứa trẻ cũng vậy, bạn cần phải dạy chúng cách tôn trọng những gì mình đang có, học cách chấp nhận thất bại và đứng lên sau đó. Bố mẹ hãy kết hợp 3 yếu tố, tự do, nghiêm khắc và độc lập trong phương pháp dạy con. Có như vậy, đứa trẻ mới hiểu được cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Con không phải lúc nào cũng là người chiến thắng. Hãy luôn biết vị trí của mình ở đâu. Và nếu như con ngã, hãy đứng lên từ chỗ đó.